Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, một số tổ chức phản động đang hoạt động lưu vong ở nước ngoài, và một số hãng truyền thông vốn thường xuyên chống phá Việt Nam đã tung ra nhiều bài viết, video, hình ảnh để xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề bình đẳng giới. Họ cố tình vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử với phụ nữ, quyền bình đẳng giới bị đối xử nghiêm trọng, bị bỏ rơi và tiếp tục rêu rao dưới chế độ đảng trị, thì phụ nữ bị rơi vào tình trạng bất bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, giáo dục và chăm sóc y tế. Từ đó họ khái quát lên rằng đảng chỉ đưa ra những con số mị dân, lừa bịp chị em, và bị phân biệt đối xử là nỗi thống khổ của phụ nữ dưới chế độ đảng trị. Sở dĩ họ có những luận điệu vu khống như vậy là nhằm gây ra sự phân tâm, nghi ngờ của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với phụ nữ về vấn đề bình đẳng giới. Thông qua đó, họ gieo rắc tâm lý tự ti, mặc cảm với phụ nữ, làm cho phụ nữ không tự tin, thiếu tin tưởng về vai trò của nữ giới đối với xã hội và gia đình. Đồng thời, họ gây ra tư tưởng chia rẽ phụ nữ giữa các vùng, miền, thành phần, dân tộc, vân vân. Họ núp danh dưới danh nghĩa phản biện xã hội để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Vậy trên thực tế thì thế nào? Một sự thật hiển nhiên là những năm qua Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thể hiện nhiều quyết sách trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ với một chiến lược nhất quán và là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới. Thứ nhất, về chính trị theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới. Sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng, thì cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng lên rất nhiều cả về số lượng và chất lượng. Thứ hai, về kinh tế thì phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò của mình, tham gia vào sự phát triển kinh tế của đất nước như góp phần quan trọng vào duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua. Theo kết quả khảo sát thì cứ 4 doanh nghiệp tư nhân thì có một doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Đóng góp của phụ nữ chiếm tới 40% của cải cho nền kinh tế của đất nước. Số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở nước ta lên tới 26,6%. Thứ ba, về các vấn đề xã hội như văn hóa, giáo dục thì vai trò của phụ nữ Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, hay nói cách khác không thể thiếu được trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc phát huy bình đẳng giới ở Việt Nam còn được các tổ chức trên thế giới thừa nhận và đánh giá rất khách quan. Do đó, những điều trên đã phủ nhận những luận điệu sai trái khi cho rằng ở Việt Nam không có bình đẳng giới.